Lee Jong-suk đang hẹn hò với Kwon Nara. Mặc dù phía công ty quản lý lên tiếng phủ nhận, nhưng theo thông tin của một phóng viên giải trí uy tín là ông Kim Jong-ho, cặp đôi đang trong thời gian hẹn hò. Cả Lee Jong-suk và Kwon Nara đều cùng công ty quản lý. Theo đại diện công ty, cả hai chỉ là tiền bối hậu bối thân thiết. Tuy nhiên, sự thật có phải vậy? Theo nguồn tin của Kim Jong-ho, chàng vịt đã có thời gian hẹn hò với Kwon Nara, thậm chí tặng nàng một chiếc Ferrari xịn sò. Dù mới đây Lee Jong-suk khoe ảnh cực nữ tính trên trang cá nhân và nhiều lần bị nghi ngờ về giới tính thật, nhưng tin anh hẹn hò với Kwon Nara đang khiến nhiều fan nữ tỏ ra thất vọng không ít.